Sống đúng, sống đẹp, thứ tư 11 tháng 8 2021. Chuỗi mân côi với 4 sự sau. Bài gẫm thứ 5: Chuẩn bị cho số phận đời đời. Chuẩn bị cho số phận đời đời. Muốn chết êm đềm an vui hay chết khủng khiếp run sợ? Thật dại dột biết bao cho những người độc ác, chỉ lo hưởng thụ một ít thú vui chóng qua trong cuộc sống tạm bợ này. Đổi lấy cái chết đau khổ trầm luân muôn kiếp trong chốn cực hình. Ôi, giờ phút sau cùng này quan trọng biết bao khi buổi kịch trần gian được hạ màn. Vở kịch trần gian hạ màn, hoặc đời đời vui sướng trong cuộc sống hân hoan, hoặc đau khổ vô cùng đời đời trong cuộc sống chua xót. Chúa đã chết tất tưởi trên thập giá cho chúng ta được chết êm đềm hạnh phúc. Đã bao phen Chúa mời gọi, khuyến cáo, cảnh cáo, chiếu sáng tâm hồn chúng ta, thậm chí là năn nỉ nữa, đi tìm kiếm những con chiên lạc lặn lội vất vả trần ai khoai củ, để chúng ta được kết thúc cuộc đời trong hồng ân của Chúa. Người ngoài Công giáo mà họ còn muốn chết êm đềm, chết lành, huống hồ là người tín hữu. Chúng ta nhờ đức tin đã biết chắc rằng sau khi chết, một cuộc sống bất diệt khác bắt đầu. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Sau khi chết là bắt đầu một cuộc sống mới. Sự chết chỉ là thay đổi chứ không mất đi. Giờ chết chúng ta đứng trên một trong hai bánh xe. Bánh xe đưa chúng ta đến hạnh phúc viên mãn đời đời, hoặc bánh xe kéo ta xuống cõi trầm luân muôn kiếp. Ta sẽ chọn bánh xe nào đây? Đặt giả thuyết chúng ta được chọn và vỏn vẹn chỉ có hai lô thôi. Một lô ghi địa ngục và lô khác ghi thiên đàng. Thiên đàng hóa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn phải giữ linh hồn. Đến khi gần chết được lên thiên đàng. Trò chơi ngày xưa còn bé, thiên đàng hỏa ngục hai bên ta vẫn chơi. Thử hỏi chúng ta phải cẩn thận tìm tòi đến mức nào để lấy cho bằng được lô thiên đàng. Nếu để đến phút chót, chúng ta phải kinh sợ biết bao khi phải lựa chọn sống hạnh phúc đời đời hoặc muôn kiếp trầm luân. Sao ta không chọn ngay từ bây giờ con đường hạnh phúc? Chọn ngay từ bây giờ đi, đừng để đến phút chót nữa. Chọn ngay từ bây giờ con đường hạnh phúc và kiên trì tiến bước trên con đường đó, con đường lòng Chúa thương xót đấy. Thánh Bernadette thành Siena kể lại, một ông hoàng nọ lúc sắp chết đã kêu lên khủng khiếp rằng: tôi có nhiều xứ sở, nhiều lâu đài ở trần gian, nhưng nếu tôi chết đêm nay, tôi cũng chỉ nằm được trong một căn phòng mà thôi. Chỉ chết một lần. Đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quý giá vô cùng. Phải sống sao cho xứng để chết đi, không còn oán than gì.
chỉ thấy sung sướng khi đời mình cống hiến cho anh em. Chỉ chết một lần, chúng ta biết rõ mỗi người, kể cả bạn và tôi, đều phải chết và chỉ chết có một lần. Và chết rồi là đi vào số phận đời đời. Vì chỉ chết có một lần nên nếu mắc phải lỗi lầm thì phải gánh chịu lầm lỗi đó đời đời, không bao giờ sửa chữa được. Vậy thì sao chúng ta không bắt đầu ngay từ giờ phút này, lúc nghe mấy lời này, lúc đọc mấy dòng chữ này, làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm được chết an bình hân hoan? Hãy cấp tốc nắm lấy ngay giờ phút này. Làm tôi thờ phượng Chúa, chẳng những cuộc sống chúng ta khỏi lo âu phiền muộn, trái lại được an vui tâm hồn, nhất là được an ủi trong giờ lâm chung. Hãy sống trong cầu nguyện, năng chịu các bí tích, lánh xa các dịp hiểm nghèo, nếu cần thì hy sinh cả mạng sống để được cứu rỗi đời đời. Hãy nhớ kỹ rằng lo cho số phận đời đời không sao gọi là chuẩn bị quá chu đáo cả. Không gì gọi là quá chu đáo khi chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời đời. Và chúng ta có được một tin vui, tin rất vui thế này. Chúa Giêsu hiện ra cho thánh nữ Faustina và Ngài nói: những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa, khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, lần chuỗi lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót, Chúa nói: giờ chết của họ là giờ ra đi bình an. Ta đến với họ trong giây phút cuối cùng ấy, không phải với tư cách một thẩm phán để xét tội, nhưng với tư cách một mục tử nhân lành đến đón con chiên vào nước hằng sống. Lời nguyện cậy trông. Lạy đấng cứu chuộc rất mến yêu của con đã làm cực lòng Chúa biết bao. Chúa đã đổ bao hồng ân xuống trên đứa con tội lỗi phản nghịch này. Chúa đã dựng nên con, và khi dựng nên con, Chúa đã biết trước tất cả lỗi lầm của con đối với Chúa. Chúa đã chết để cứu chuộc con. Chúa dựng nên con ở trần gian, mà con đã quay lưng lại với Chúa. Con đã mù lòa phần thiêng liêng mà Chúa đã soi sáng cho con. Con đã lạc xa Chúa, và Chúa đã hối thúc con tìm kiếm Chúa, mà Chúa luôn là người bạn nghĩa thiết với con. Lạy đấng hay thương xót, xin Chúa giúp con hiểu được những xúc phạm của con đối với Chúa nặng nề biết bao, để con khóc lóc các tội lỗi đã phạm. Xin Chúa đừng đoán phạt con bằng cách cắt đi những hồng ân và tình yêu Chúa. Lạy Cha Chí Nhân, con gớm ghét những lỗi lầm của con trên hết mọi sự. Xin thương con theo tình yêu bao la của Chúa. Xin Chúa hãy nhìn đến con Chúa đã chết trên thập giá. Máu Chúa Giêsu đã đổ xuống trên con. Xin máu cực châu báu Chúa rửa sạch linh hồn con. Lạy Vua của lòng con, xin cho nước Chúa trị đến.
con nhất quyết sẽ xua đuổi những gì là vui thú trần thế. Con yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa hãy đến thống trị tâm hồn con, để con không còn ham mê trần thế và chỉ yêu một mình Chúa thôi. Con mong muốn làm tất cả những gì có thể làm được để làm đẹp lòng Chúa trong quãng đời còn lại của con. Lạy Chúa nhân lành của con, xin Chúa chúc lành cho con. Con ước mong được luôn kết hợp với Chúa. Con dành tất cả tình yêu cho Chúa. Từ nay về sau, con chỉ thuộc về một mình Chúa mà thôi. Chúa là kho tàng, là nguồn bình an, nguồn hy vọng, nguồn tình yêu của con. Chúa là tất cả của con. Lạy Nữ Vương và là mẹ con, xin mẹ bầu cử với Chúa Giêsu con mẹ, đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót cho con. Xin mời cộng đoàn cùng hát một bài kính Đức Mẹ và đọc 10 kinh kính mừng. Chúa trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Bài gẫm thứ 6. Mọi người nhất định sẽ chết. Ai chống nổi sự chết? Bản án Chúa đã ghi, mọi người đều phải chết. Thánh Augustino nói, mọi sự dù hay hay dở đều không chắc chắn. Chỉ sự chết là chắc chắn sẽ xảy đến. Ai mà biết được trẻ sơ sinh này giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay yếu hèn, sẽ chết già hay chết trẻ. Nhưng một điều chắc chắn là trẻ đó sẽ chết. Dù vương giả hay quý tộc, khi sự chết đến, không một sức mạnh nào chống nổi. Chúng ta có thể chống lại sức tàn phá của nước, của lửa, của khí giới, vân vân, nhưng không ai trong chúng ta có thể chống nổi sự chết. Không một ai trên trần gian này có thể chống nổi sự chết. Một ông vua nước Pháp khi gần chết đã kêu lên: dầu nắm giữ bao quyền hành trong tay, chậm cũng không thể bảo sự chết. Này, sự chết, chờ đợi chậm thêm một giờ nữa. Không thể. Không thể bảo sự chết chờ đợi chậm thêm một giờ nào nữa cả. Không ai có thể trì hoãn. Sách Gióp chương 14 câu 5 nói, Chúa đã đặt cho nó một giới hạn không thể vượt qua. Bạn có thể sống bao năm? Tôi có thể sống bao năm? Chúng ta đã sống bao năm qua rồi. Nhưng sẽ có một ngày, và một giờ phút trong ngày nào đó sẽ là giờ phút sau cùng của bạn, của tôi. Bây giờ, bạn đang nghe tôi nói đây. Chúng ta ra cùng nhau suy gẫm đây. Đến giờ ấn định, giờ mà Chúa ấn định, không ai chống trả được, không ai trì hoãn được. Hầu dễ có người nào sống mà không phải chết đâu. Thánh Vịnh chương 89 câu 49 đã nói, hầu dễ có người nào sống mà không phải chết. Mọi sự trần gian đều hư vô. Bản án đã tuyên, không ai tự hào mình sẽ không chết. Sự chết đã xảy đến cho tổ tiên chúng ta, nhất định cũng sẽ xảy đến cho chúng ta. Nay anh, mai tôi, mọi người sẽ lần lượt đi vào dĩ vãng. Vua chúa quan quyền đã ở trong các lâu đài, các dinh thự nguy nga lộng lẫy. Nhưng rồi, khi chết, chỉ còn lại nắm cho tàn trong nấm mồ. Thánh Bernardo tự hỏi, hãy nói cho biết đâu là những người và đồ vật yêu quý nhất trần gian. Rồi Ngài tự trả lời, không còn gì ngoài những nắm cho và giỏi bọ. Và lại, khi mà linh hồn bất tử, thì chúng ta phải chiếm cho bằng được không phải phần thưởng tạm thời, mà là phần thưởng đời đời.
Diêu hưởng được một ít thú vui tạm bợ ở trần gian, để rồi trầm luôn đời đời trong hỏa ngục. Thử hỏi, vui sướng trần gian là gì? Dù chúng ta có xây được lầu đài hoàn toàn theo thở sở thích đi nữa, nhưng trầy kiếp chúng ta sẽ bỏ chúng và nằm yên trong mồ. Vậy thì thử hỏi những lâu đài này có ích lợi gì cho phần rỗi chúng ta? Những lâu đài dắt vàng, những lâu đài làm lộng lẫy giữa một đồng không mông quạnh, có khi giữa một vùng rất nghèo nổi bật lên những dinh thự, những biệt phủ sang trọng dắt vàng. Thử hỏi có ích gì cho phần rỗi linh hồn của những con người ấy? Nhờ chức quyền chúng ta ăn trên ngồi trước thiên hạ, nhưng chết rồi chức quyền còn đâu? Lời nguyện thống hối. Lạy Chúa, con là đứa bội bạc, đã bao năm qua con phản nghịch với Chúa. Những năm đó qua đi, có thể giờ chết của con đã gần. Nhìn lại cuộc đời con không tìm thấy được gì ngoài lo âu, buồn phiền và lương tâm cắn rứt. Lạy Chúa, con đã làm gì để phụng sự Chúa? Bao năm qua, thay vì lập công chuộc tội, con đã chồng chất lên vai bao tội ác mà phép công thẳng Chúa đòi buộc con phải đền trả. Lạy Đấng cứu chuộc, dầu lòng thương xót của con, xin ban cho con ánh sáng và sức mạnh của Chúa, để con thanh toán nợ nần đối với Chúa. Có thể thần chết không còn cách con bao xa nữa. Con muốn sửa soạn giờ phút trọng đại đó để tiếp nhận hạnh phúc đời đời, khỏi cảnh sầu khổ muôn kiếp. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chờ đợi con đến giờ phút này, đến ngày hôm nay. Xin cho con đủ thời giờ để con hàn gắn lại những gì con đã làm mất lòng Chúa. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến con, xin chỉ giáo cho con biết con phải làm gì. Chắc chắn Chúa muốn con than khóc những lỗi lầm của con. Con xin đau đớn ăn năn hết lòng. Chắc chắn Chúa muốn con dùng thời gian còn lại của đời sống con để yêu mến Chúa. Con xin yêu mến Chúa hết lòng. Trước đây con đã bao phen thề hứa, nhưng rồi con lại sa ngã. Không, xin Chúa phù giúp con, đổ hồng ân trên con, để con đừng bao giờ lỗi phạm nữa. Nếu ngay từ bây giờ con không cải thiện đời sống, làm sao khi chết con mong được ơn tha thứ và về trời hưởng dung nhan Chúa? Con quyết tâm bắt đầu phụng sự Chúa. Xin Chúa cho con đủ sức mạnh và xin Chúa đừng bỏ rơi con. Chúa không nỡ quên con, ngay cả khi con còn phản nghịch với Chúa. Nên con tin tưởng chắc chắn rằng Chúa sẵn sàng thương giúp con để con làm những gì đẹp ý Chúa. Xin Chúa nhìn nhận con để con yêu mến Chúa. Vì Chúa muôn đời đang mến yêu, xin Chúa nhìn nhận đứa con phản nghịch này đang thống hối ăn năn, đang hôn chân Chúa, đang mến thương Chúa và đang van nài ơn tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa hơn cả bản thân con. Con thuộc về Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con những gì đẹp ý Ngài. Xin cho con đủ nhẫn nại vâng theo thánh ý Chúa, yêu mến Chúa và làm những gì đẹp ý Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ con, mẹ là nguồn cậy trông, là chốn con ẩn náu. Con phó thác hồn xác con cho mẹ. Xin mẹ bầu cử cho con trước tòa Chúa Giêsu con mẹ. Xin mời cộng đoàn hát một bài kính Đức Mẹ, đọc 10 kinh kính mừng.
và Kinh Nữ Vương, sau đó lãnh phép lành. Ave Maria, mẫu tâm của con. Ave Maria, tất cả là hồng ân Chúa. Mẹ nhìn đâu yên, luôn dõi theo con. Mẹ mỉm cười tươi khi chúng con quay quần, hết lòng dư nghĩa cùng Chúa. Maria đầy ơn phô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phô Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con cháu Eva,
ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin nghe mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đây. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, chiều thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa.